Axit. Thứ nhất, oxit bay axit trước. Tự nhiên nó phân biệt oxit axit trước. Chính là oxit gì? Oxit phi phi kim. Nuốt giùm em những oxit này. SO2, SO3, CO2, rồi P2O5, NO2. Nuốt đi. Không có nuốt nổi. Được chưa? Nuốt không nổi cũng phải nuốt. Bắt đầu. Cái phản ứng đầu tiên nè, nhớ giùm, oxit axit, uống nước vô. Bây giờ nó là oxit axit rồi, bây giờ uống nước vô thì nó thành gì? Thành axit. Thì mạng nữ, bây giờ uống nước vô thì nó cũng là nữ. Chẳng lẽ BD? Được chưa? Uống nước BD chứ. Vậy bắt đầu nhìn vô. SO2 cộng H2O ra gì? Đón liền H2SO3. Bà, đúng rồi. SO3 cộng H2O sẽ đón ra là H2SO4. 4, đúng rồi. CO2 cộng H2O sẽ đón ra là H2CO3. Tại sao biết vậy? Thuộc. Thuộc các axit mình cần thuộc. Tiếp. B2O5 cộng nước ra gì ta? Ra H3BO4. 4. Phải thuộc. Được chưa? Tiếp. Oxit axit, oxit axit xem giống như là axit, axit là nữ thì phải tác dụng được với nam. Nam là 3 giờ. Nữ tác dụng với nam ra gia đình mình là muối đó. Cộng nước, thiếu hydro thêm. Oxy. Thiếu hydro thêm. Là hay nói câu đó, thiếu hydro thì thêm. Thiếu hydro tạt axit vô hả? Thiếu hydro. Thì thêm nước. Ví dụ thiếu hydro phải thêm nước. Khát thì phải uống nước thôi. Thiếu nước thì phải uống nước. Con khát con đâu uống đâu. Đúng rồi. Khoái cải không à. Cải ta còn là thứ chân trời dưới núi thì CO2 cộng ra COH tất cả hai lần. Đây là oxit axit cộng với 3 giờ ra muối đi. CaCO3 3 cộng nước. Tiếp cân bằng CA 1, 1 quề, C 1, 1 quề. Vậy cái này 3 cái C, này. C, C, C. Hydro đếm. 2. 2 đây 2 quề, điểm oxy. 2 đây mấy nữa? 2 nữa là 4, đây 3 với 1 là 4 quề. Chốt. Quề vậy khỏi cân bằng luôn đi. Cân bằng dạ nó cân bằng rồi chứ.